Giờ là Bằng đã đi ra được tới cái mũi đá của cái Mororock rồi mọi người. Đây phía trước là tới nè, cuối đường rồi đó. Đây, quay lên cho mọi người coi cái núi nè. Núi này chỉ cao có 576 feet thôi, cũng chưa phải gọi là cao lắm. Nhưng mà có điều đặc trưng là đặc vì nó là do núi lửa phun trào hình thành nên. Và nó nằm ngay biển luôn. Nó nằm một mình nó ngoài biển luôn mọi người. Nó có một cái con đường nhỏ để dẫn mình ra ngoài này thôi. Nó cái bờ nằm lúc trong kia kìa, cái bờ biển lúc trong kia. Dạ không không, tới đây quay vô thôi, đâu còn đường nữa đâu, hết đường đi rồi. Hết rồi hả? Dạ hết rồi. Yeah. Tới đây là hết hết đường để ra rồi, qua bên kia là mình sẽ leo lên cái núi rồi. Ồ nghe người rít rít ha. Đúng rồi, nước hơi biển nữa. Dạ, hơi muối á. Muối hơi biển. Nghe rít đây. Nếu mà nó có nắng tí xíu nữa còn đẹp dữ nữa. Hôm nay mình bị thiếu nắng. Không, thật ra hồi nãy dưới mình nắng chang chang đúng không? Nhưng mà sao nhiên đi tới chỗ này cái bị thiếu nắng rồi. Đây, trời ơi. Chỗ này là cái restroom của mấy con hải 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 âu mọi người ơi, quá trời luôn. Quá đẹp. Cẩn thận nha, có ra đây cẩn thận nha. Con chim hải âu mọi người. Chim hải âu nè. Thấy nó bự ghê không? Trời ơi. Xa xa kia là hải cẩu á, nằm kìa. Bay rồi đó đó. Có nguyên một đàn đàn hải cẩu đang bơi vô mọi người. Nguyên một đàn luôn. Xa quá không biết quay mọi người thấy không? Hải cẩu bơi con. Nguyên một đàn luôn. Đâu rồi? Nó lặn rồi. Đó đó đó, giờ nó nhảy vô kìa. Đó. Đó. Sao mà quay được ta? Xa quá ha. Xa quá mình không thấy được. Nó đi nãy nãy đi từ đó vô nguyên một đàn luôn. Máy của Bằng quay được á, mà quay thấy thì gửi. Dạ, sợ cô không thấy nữa, sương mù nhiều quá. Dạ. Đó, đó, đó. Ở đây nè, đang ngoài này nè, một bầy ngoài này nè. Nó đang vô. Nhưng mà nó đâu có lá đâu. Nó bị trụi nè, chứ bình thường lá nhiều á. Đang ra bông. Mà phải thì là không? Đúng rồi. Ở Sacramento có nguyên một khu rừng này luôn. Vậy hả? À, nó mặc nguyên đấy. Một cành, nguyên một khu luôn. Đâu cái mùi này nó hắc hơn thì là. Nó hắc lắm. Mà nó cho nè, cây cọng thì là nó đang nè. Cọng á. Không, nhưng cái này nhưng nó cái già. Mùi nó hắc lắm. Này tại nó già quá già thôi. Rồi. Bây giờ đem lấy cái chỗ này là đi về rắc ngay vườn của mình á. Nhưng mà nó hắc. Nhưng mà nó. Nhưng mà thì mùi thì là nó đâu có lúc mình ăn đâu thế này. Không, tại vì thiếu già. Chả cá, nó thiếu chả cá đó chị. Có nó chả già. Cá không? Không mà cái này mình làm vậy là cái là nó là đầy á. Nó thiếu chả cá thôi chứ có chả cá vô là hắc hắc à.
thì bằng cùng với những vị khách quan đang ở Tunnel View phía sau lưng mọi người. Đó, đây là Tunnel View á. À, khách của bằng thì đang đứng ở đây nè. Và hôm nay là ngày thứ hai mà dọc CBD chính thức mở cửa trở lại, không cần đặt trước để vào, nên là có rất là đông người đang ở đây. Đó, khách của bằng á. Okay. Bây giờ mới có 10 giờ sáng mọi người, nhưng mà sương mù vẫn còn rất là nhiều. Em làm liên tục. Ở đây đây đây, để em chụp cho. Bây giờ là chúng tôi chuẩn bị chia tay Tunnel View và sẽ đi tiếp vô trong giọt CBD Valley. Từ đây vô trong đó có khoảng còn 5-10 phút nữa thôi mọi người. Sau lưng bằng đây là cái tunnel này, xuyên qua núi. Hướng này sẽ đi về Fresnel. Bây giờ là bằng với khách đang ở El Capitan mọi người. Đây, phía sau lưng bằng nè. Đó, mọi người thấy không? Đó, một cái vách đá đó, cao 3.000 feet. Và bên trái bằng là cái thác nước Bridal View. Mà hiện tại bây giờ thác nó hết nước. Đang bắt đầu vô tháng 10 rồi, nên là lá đây bắt đầu chuyển sang màu vàng. Mọi người thấy màu vàng không? Đó. Ở phía bên đây là cái thác nước Bridal View mọi người. Đây nè. Đó. Nhưng mà hết nước rồi. Có một cái cây lá vàng rất là vàng luôn mọi người, ở trong giọt CBD này. Hiện tại là bằng với khách chỉ mới đi có được nửa cái giọt CBD Valley thôi, mà đây có cây vàng nè. Đã chưa, đã chưa. Quay cầu gỗ kìa chị Thi. Quay cầu gỗ kìa. Đi xong xuống đây nha. Ở đây là vào mùa hè đó, là ở đây có một cái bãi tắm. Rất là nhiều người họ đến đây họ tắm ở đây nè. Còn ở đây thì có một cái khu để họ cắm trại luôn. Business là đó. Dạ. Đây là cây cầu gỗ mọi người. Cây cầu gỗ. Mùa hè nước nó lên cao á, mọi người xuống cái bãi cát đó tắm. Đã lắm á. Quá đẹp. Khách của bằng nói là qua giờ chưa được đi bộ, nên là bữa nay cho đi bộ. Bữa nay sẽ cho đi bộ cho ớn luôn. Bây giờ là chúng tôi đang đi bộ qua cái trạm xe ngựa cũ của Wells Fargo. Đang đi giữa cái rừng thông mọi người. Nguyên cái rừng thông luôn. Cái chuyện hơi ấm lẹ. Dương sĩ nha mọi người, bắt đầu mọc lên rồi nè. Từ mùa thu trở đi mình mới thấy cây dương sĩ. Còn mùa hè thì sao không thấy nó. Nhưng mà từ mùa thu trở lên là bắt đầu nguyên cái cánh đồng này nó sẽ chuẩn bị thay là dương sĩ á. Nó thay qua cây dương sĩ hết luôn. Cái chỗ này mà đi mà vào tháng cỡ tháng 4, tháng 5 á là mình không có chỗ đứng đâu. Tại vì á, rất là nhiều người họ sẽ đứng dọc đây để họ coi cái thác á. Họ đứng đầy đây nè.
Yeah. Để coi cái thác nước á. Just say the waterfall right there. Yeah. In the summertime, you don't have nowhere standing. Too many people. Mấy chỗ này là họ làm để cho những cái người ta ngừng lại để người ta coi thác nước thôi chứ không làm gì hết á. Hả? À, vậy nè. Ta thấy thác người ta ảo vô. Dạ, người ta tấp vô người ta coi chứ. Wow, cái cảnh mà nó vô hình nó đẹp quá. Tuyệt vời. Có nhiều người họ vô đây họ xin để họ làm volunteer trong đây á, để họ được nhận một cái thẻ để họ được vô đây miễn phí. Và họ có cái thẻ là họ đi tất cả các national park luôn. Họ được miễn phí đi tất cả luôn. Có nhiều người họ cỡ hai mấy 30 tuổi á, cái họ vô xin cho họ làm ở đây, họ làm volunteer ở đây, cái họ làm đây mấy tháng, họ qua cái park cái họ làm mấy tháng nữa, để có cơ hội đi hết cái park, đi hết luôn cái park này luôn. Nhiều park lắm hả? Dạ có nhiều, ở Mỹ mình nhiều national park. Nhưng mà mình, khi mình làm volunteer cho một cái này nó sẽ cấp cho cái thẻ mình đi hết tất cả luôn. Dạ, park mà đi cũng được. Và cái gì vậy? Ở đây nữa không? Còn helicopter. Yep. Rồi quẹo trái nha. Quẹo trái để mình đi men cái dòng sông Merced. Nắng ấm quá. Ngay đâu có thể lạnh đâu. Okay, you guys, that's him. That's him. Wow, beautiful trail. Cái này là Mi Cúc trail. Mi Cúc hả? Yeah. Middle Cook Trail. Middle Cook. Yeah, Middle Cook Trail. Đẹp quá hả? Mình đừng có giẫm cỏ nha, hãy cho nó cơ hội được sống. Đứng vậy đẹp quá. Vậy mà cô này đẹp quá. Cái này mà chụp đằng sau cô này đẹp quá. Ha. Cỏ hay bông? Dạ cỏ đó. Cỏ. Cỏ này nó một mùa mùa hè rồi. Xong rồi cái bắt đầu vô mùa thu cái nó tàn xuống, cái dương sĩ nó mọc lên. Chắc cả tháng nữa mình đi là đây là nguyên cái này là dương sĩ không? Mấy cái cũ của dương sĩ nó vẫn còn nằm ở dưới chú, nó chưa có chết đâu. Nó chạy chỉ cần có hơi ẩm ẩm một xíu là nó mọc lên lại. Dạ, nguyên một cái này là toàn là đá granite hết luôn. Đến ba. Bây giờ là bằng đang dẫn mọi người xuống cạnh bên dòng sông Merced để mọi người thử coi, để biết cái nước của Merced nó lạnh cỡ nào. Không lạnh lắm. Không lạnh lắm. Này vẫn tắm được. Dạ hả? Vẫn tắm được, không lạnh lắm.
Dạ. Nó lạnh lắm. Em liên tục á, diễn. Rồi đó, có phâu sao đó nha. Diễn, mấy anh diễn đây. Wow. Ồ, nó cho người uống nước. Xuống nó cho người uống nước. Bằng mới cho chị này chỉ mượn con ngựa để chị đi tuần á, chứ thấy tội nghiệp quá, đi bộ mà đi tuần thấy tội nghiệp, nên là bằng mới đưa ngựa bằng cho bà mượn. Chút nhớ trả nha chị. Khách đang ngồi ngâm chân ở dưới dòng sông Mercedes. Nhưng mà như ngâm nước đá vậy đó. Người ta ngâm chân nước nóng, con này ngâm chân nước đá. Ồ, mình lấy đôi vớ mình lao cũng được mà. Thôi em đừng có bồ, có bồ không anh nế sao em. Em không có bồ anh mới dẫn em đi tour được, chứ có bồ sao anh đi tour được. Đúng rồi. Đừng có bồ em. Nó khỏi đi. Bây giờ là bằng đang dẫn mọi người đi vô trong cái giọt CBD 4. Đây, tới rồi đó mọi người. Tháng này không có nước, nhưng mà rất là đông người ở đây. Bởi vì đã sau gần 1 năm rồi, mọi người không được vô giọt CBD. Hôm nay họ mới mở cửa trở lại cho người ta vô. Đây, quá trời người. Khiếp chưa? Bây giờ là bằng đang đưa khách đi qua bên nhà hàng để ăn trưa ở trong giọt CBD. Cái đó là cái làng cổ ngày xưa đó. Nó còn sót lại 1-2 căn. Ai ở không? Dạ không, không ai ở. Để không hả? Dạ. Hôm đó có vô không? Hôm lấy có đang có đang chờ lát đâu. Mình là hôm lát chưa vô. Thank you.